Dạ vâng, Alien Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác, kính thưa các bác thân mến. Và một video tiếp theo trong buổi chiều hôm nay, em xin được trân trọng kính mời các bác cùng anh em sẽ cùng đón xem và trải nghiệm chất âm, đặc biệt lời ca của đôi Loan hàng bãi xịn của Mỹ JBL935. Các bác sẽ cùng trải nghiệm lời ca rất là ngọt ngào và lực lượng của tiếng ca nó rất là mạnh. Tôi nói là sử dụng 3 đường tiếng với 1 bát 40, 1 trung 20 và sử dụng chiếc kèn titan. Các bác lưu ý, hiện tại đôi loa em đang chào bán với giá 29 triệu đồng, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và em hát hôm nay chỉ xin em ăn nghêu ngao để các bác trải nghiệm nhé. Bản nâng cấp thường đấy các bác.
đợi mình anh ra để muốn ăn quay theo nhá. Rồi ạ. Và đây là con nâng các anh nhá. Đây là chiếc lưng Pareo các bạn. Mã số AC2020XF giá 1.900.000 thì hàng ngày lên được rất là nhiều. Và số lượng về thì nó cũng tương đối. Chiếc lưng này thì cho ra cái chất âm rất là hay cho cả tiếng nhạc và cả tiếng ca. Và một chiếc mang Grey Mountain cao bằng 320 các bạn. Em ghép đủ bộ cho các bạn nghe trải nghiệm luôn đúng không ạ? Nếu như các bạn mua cả bộ này thì rất là ưng ý. Loa 29 triệu, đặt là 8.2 triệu, lưng là 1.9 triệu, vang là 3.1 triệu các bạn nhé. Và cách đấu của em thì là từ thiết bị đầu tiên của em, từ TV vào vang, từ vang xuống lưng và từ lưng xuống đẩy các bạn nhé. Và ok ạ, xin cảm ơn toàn thể các bạn. Một video em kết ra lời ca phải nói là rất là hay với những đôi loa hàng bãi xịn của Mỹ. Và em xin phép gửi lời chào tới toàn thể các bác cũng như là anh em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác thân mến, những đôi loa hàng bãi còn rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp ạ. Hàng đúng chuẩn chất bãi trở về. Và video ngày hôm trước em đã cắt bao, cắt đai trực tiếp. Các bác cũng anh em đều khen là ồ, mở ra rất là đẹp. Đúng không ạ? Giá thành thì em đảm bảo là bán hợp lý cho các bác cũng như là anh em. Và em xin phép gửi lời chào nhé. Cửa hàng em hỗ trợ chương trình trả góp cho các bác cũng như là anh em khi đam mê lớn nhưng điều kiện vẫn chưa đủ ạ. Địa chỉ cửa hàng tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và em nhận giao hàng trên toàn quốc. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.